bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ mình chuyên trồng đậu bắp nha các bạn, trong mấy cái chậu nhỏ. Nè các bạn, trong cái chậu nhỏ thôi nha, mỗi chậu mình trồng 5 cây luôn. Tại vì đậu bắp là mình phải trồng nhiều cây thì mỗi lần mình thu hoạch mới đủ ăn á. Đây trái quá trời luôn nè. Đó, mỗi lần một cây là mình chỉ hái được một hai trái thôi chứ nó không có lớn cùng lúc với các bạn. Đã ghê không? Hoa đậu bắp cũng rất là đẹp luôn nha. Cái này mới là cái nụ hoa thôi nha các bạn, chứ chưa phải là cái trái á. Cái nụ hoa rồi nó mới, đây là cái nụ nè các bạn, còn dưới đây mới là cái trái nè. Các bạn nhìn thấy không, nó cứng cáp hơn nè. Còn cái nụ này thì nó sẽ nở hoa, nó sẽ nở thành cái hoa như vậy nè các bạn. Đây, cái nụ này là nó sẽ nở thành cái hoa, rồi khi mà cái hoa này rụng đi á, thì nó mới hình thành cái trái như vậy nè nha các bạn. Trồng cây đậu bắp làm kiểng nhìn cũng rất là đẹp luôn, trái với lại hoa nó nhìn đẹp ha các bạn ha. Rồi hôm nay mình sẽ hái đậu bắp để nấu canh chua. Ồ, hôm nay trái bự quá. Hái xuống. Các bạn, buổi sáng thu hoạch được bao nhiêu đây đậu bắp nè các bạn, với lại mồng tơi nữa nè. Đậu bắp thì nấu canh chua, còn mồng tơi thì mình để bữa khác. Mình nấu canh rau mồng tơi với lại mướp.